Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hoài Thương. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ngã Ba Sành của Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Cameraman ơi, mình đang ở quốc lộ mấy? 57. Thì hiện tại các bạn, thì tối hôm qua bạn, tụi mình có một cái hành trình đi phượt nhẹ đó. Thì những người bạn của mình trong lớp diễn viên thì có tổ chức một cuộc phượt nhẹ đi về quê của một người bạn ở tỉnh Bến Tre. Các bạn, thì Bến Tre thì các bạn đã biết thì nổi tiếng về sứ dừa đó. Nói chung đến đây thì mình từ đầu buổi tới giờ mình đã ăn những cái món đặc sản để mình liên quan tới dừa, ví dụ như củ hủ dừa nè, hoặc là dừa nước nè, dừa tươi, hoặc là cũng là những cái mà đặc sản liên quan tới dừa. Các bạn, thì hôm nay mình rất là khá là vui, cũng khá là nắng. Giờ này cũng chung là 1 giờ trưa rồi, 1 giờ rưỡi rồi. Đây là trường mầm non Hưng Khánh Trung A, một ngôi trường khá là nổi tiếng tại đây. Thì nói chung thì có những cái rất là đặc biệt. Bạn, mình đến Bến Tre thì quê mình ở An Giang, còn mình đến Bến Tre thì mình cảm thấy là có sự khác biệt, sự văn hóa rất là lớn. Rồi ví dụ như là mình thấy mình ví dụ như là thằng bạn của bạn bạn nó nói chuyện thì nó thấy chuyện là ví dụ Bến Tre đi, thấy nó nói là Bến Tre, đó là khác biệt của ngôn ngữ, một trong những khác biệt như vậy. Đặc biệt ví dụ như vài bún bế đi thì mình thấy là người ta đẩy khóm cho các bạn. Không biết là ở đây khác có không, nhưng mà mình thấy là Bến Tre đó, đặc biệt chỗ là như vậy đó. Thì phía sau lưng mấy bạn đó là, đó là cơ sở sản xuất cây giống Nguyễn Quang Trung, được bà con ở đây gọi là Trung Bến Tre đó. Đây là một cơ sở sản xuất cây giống, phân phối cây giống cấp lục tỉnh Nam Kỳ, cấp cả nước luôn, và đã tạo một cái sự uy tín trong lòng bà con nơi đây. Đây các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng ha. Đó, thì hiện tại giờ cũng khá là nắng ha, cho phép mình chinh phủ vào trời. Đây, cơ sở sản xuất cây giống Nguyễn Hoàng Trung, bà con ở đây thường gọi cái tên thân thuộc đó là Trung Bến Tre đó. Chuyên là cung cấp những loại cây như là giáng hương nè, cây đổ quyên nè, rất là nhiều loại cây lắm. Và đặc biệt á, thì ở đây đã tạo cái thương hiệu đó là chuyên cung cấp về những cây sưa đỏ đó. Với số điện thoại là 0942 239 849 và với địa chỉ là ấp Gia Khánh, xã Hưng Trung Khánh A, Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Rồi các bạn cùng theo chân mình nha. Đó, chung thì các bạn mà đến Mỏ Cày Bắc á, thì các bạn sẽ, ví dụ mà bạn hỏi về có nhu cầu về mua cây giống á, thì bà con ở đây người ta sẽ chỉ bạn đến với tiệm của chú Trung Bến Tre. Hình như là ở đây nó là một cái thương hiệu ở nơi đây rồi. Thì hôm nay mình có hẹn gặp mà anh Tâm, anh Nguyễn Hoàng Tâm là con trai của chúng đó. Anh Tâm cũng là người cameraman ngày hôm nay luôn. Trời ơi trời, được vinh hạnh quá. Đó. Rồi, chào Thương. Đó. Đó. Thì chào quý khán giả và cô bác đang đến với kênh của mình. Nay được gặp với hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch chuyên có tài ăn nói và chém gió cực kỳ đỉnh cao nhất tại miền Tây Đông Nam Á. Rồi, nói chung các bạn thì đầu tiên mình bước vào cái vườn các bạn, thì mình cảm thấy là cái cách bố trí nè, cái cách sắp xếp cây giống các bạn một cách rất là ngay ngắn và đúng nề nếp luôn. Mình cảm thấy rất là đặc biệt ở chỗ đó. Điều đó là bà con ở đây thì rất là thân thiện các bạn. Nói chung anh, đặc biệt là anh chủ vườn nè, nhưng mà từ đầu buổi giờ thì mình kiểu là mình đang có nhu cầu đó, kiểu là mình là một người rất là thích đi du lịch, đi khám phá. Rồi mình đến đây nè thì mình cảm thấy là những cái cây giống này rất là tuyệt vời, mình định là mua một vài cây về đó, gì đó cho cha mình trồng. Đó, thì cũng may đó là có anh Tâm đó, anh hướng dẫn cho mình, là giải thích cho mình về những loại cây này như này, và đặc biệt là những cái cách anh dùng, cái kinh nghiệm của anh á, kinh nghiệm bán cây giống của anh ha, bao nhiêu năm nay nè, anh chỉ dẫn cho mình những cái cách, những cái lưu ý để mà chọn cây giống tốt, những cây giống chất lượng cao để mà về trồng. Thì như theo chia sẻ của anh Tâm thì nó trồng cây giống là một cái, không những là một cái việc phục vụ về kinh tế, mà nó còn về một cái gì đó là đam mê, đúng không anh? Đúng rồi đó. Đam mê, có niềm tin và có chia sẻ đến mọi người đó, bán bằng cái tâm của mình, tin tâm phải bán bằng cái tâm của mình để cho mọi người mới thích, mọi người mua, mọi người trồng mình phải chất lượng nữa. Chia sẻ tận tâm luôn. Ngoài thì nói chung thì ngoài chuyện là trồng cây giống các bạn, là phục vụ về kinh tế nè, về đúng rồi, sao ta, kinh tế, thì nói chung về sở thích nè, ngoài ra thì còn có thể rèn luyện tính cách của mình. Nói chung
cái cách mà mình chăm sóc, mình bón phân, mình nâng niu nó từng cái cọng lá nè, từng cái cánh rễ, đúng không ạ? Và đặc biệt á thì mình giúp cho mình cái tính là kiên nhẫn săn sóc, nhìn nó trưởng thành lên từng ngày, đúng không ạ? Mình có thể là góp phần là hiểu được công lao to lớn của cha mẹ nuôi dưỡng mình từ lúc từ là những hạt mầm nhỏ xíu đến những cái cây cổ thụ to lớn. Đó, nói ra thì đó là cây giống là một cái niềm, một cái điều gì đó rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Đó, thì nói đến đây thì mình xin được phép gửi cái địa chỉ nè, cái số điện thoại của anh Tâm vào phần mô tả của mình ha. Mấy bạn nào mà có nhu cầu đó, các bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại, thì sẽ bên mình sẽ có nhân viên trực điện thoại 24/24, bạn cứ điện thoải mái, sẽ có mọi nhân viên là tư vấn cho bạn kỹ là về giá cả nè, về các loại cây giống để các bạn có thể có thêm nhiều sự lựa chọn. Xin chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Cảm ơn các bạn.